quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta chính là một cái bông mai của hoa hồng Thanh Tú. Vì sao người ta gọi là hoa hồng cả nhà? Bởi vì cái độ phùng của cái bông nè, y như là cái bông hồng luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy, và cái nụ nó ú tròn y như nụ hoa hồng luôn nha. Ồ, trời ơi, cái bông nó đẹp rạng ngời mấy anh chị ơi, quá trời đẹp luôn rồi. Và đặc biệt cái cây này nó vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn nha. Nó ra đọt đỏ rực như thế này nha cả nhà. Ở đây nè, cả nhà nhìn mấy cái nụ của nó nè, y như cái nụ hoa hồng chưa cả nhà. Đó, và cái đọt đỏ rất là đỏ luôn. Rồi, ai thích giống hoa hồng Thanh Tú thì hãy theo bước chân em để chúng ta cùng xem cây giống nào. Chị bông xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta chính là cái mặt hoa của cúc hoa hồng Thanh Tú đây cả nhà. À, một cái giống mai nó, cái bông nó phùng và cái phơm nó tròn tròn và nó nhiều cánh y như một cái bông hồng đó cả nhà ơi. Ở cái nụ của nó giống bông hồng không cả nhà? Đó, và đặc biệt nó nở bông chùm không nha, bông chùm chùm và nụ nó ú tròn do như thế này. Ở đây các cái mặt hoa nhìn nó y như cái bông hồng cả nhà. Đó, nó xoay tròn và độ phùng của nó rất là nhiều cánh nha, tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh luôn. Và đặc biệt nó vừa chơi hoa vừa chơi lá, cái đọt nó là đọt đỏ rất là đẹp cả nhà. Đây hoa của nó nè, đẹp ghê chưa. Đây chính là cúc hoa hồng Thanh Tú, một giống mai chúng ta vừa chơi hoa vừa chơi lá nha cả nhà. Thì ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ có một số cây giống cúc hoa hồng Thanh Tú. Đặc biệt với lô này, ở bên vườn mai nhà em đã bấm xây đọt hết rồi, nói chung là bấm nhánh nha cả nhà, cho nó nhảy nhánh ra như thế này đây. Đó, rễ thì lô này xử lý rễ đẹp không nha. Đây lò xo mà ba dòng bự luôn nè. Rồi thêm đây là trái bí luôn. Đó, trái bí luôn. Đó, chiều cao thì tầm khoảng 2 tấc thôi nha cả nhà. Đó, bởi vì em đã bấm đọt rồi, nó đang nhảy đọt lên nè, nó đang xoay tàn ra luôn. Mình nuôi á thì nói chung cái chiều cao thì mình nuôi nhanh lớn mà cả nhà. Tuy nhiên là về cái bộ đế thì chúng ta nên lựa chọn cho mình những cái bộ đế đẹp, sau này trồng cây nó sẽ có giá trị và nó đẹp hết cả nhà. Ở đây giá là 100k một cây, ba cây như thế này, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Đó, nó ra đọt đỏ đẹp ghê không cả nhà. Đó, rồi ai thích giống cúc hoa hồng Thanh Tú thì liên hệ với chiếc chè bông nha cả nhà ơi.